Mến chào quý ban chỉ đã quay lại với kênh Nắng Cho Tây Nguyên TV nhá. Thì hôm nay quý ban chỉ biết em xuống đứng tới đây là cái chỗ, đây là chỗ thị trung tâm thị xã Buôn Hồ nha quý ban chỉ. Trước mặt quý ban chỉ là cái bùng binh ở giữa nhá. Thì hôm nay có một cái bản đi xuyên Việt quý ban chỉ. Thì bản đi được đến đây là hình như 9 tỉnh thành quý ban chỉ. Thì bây giờ đang đến tới tại cái trung tâm cái bùng binh của thị xã Buôn Hồ nhá. Mình coi qua cái TikTok thì mình thấy bản đang ở dưới đó. Thì bây giờ mình sẽ mời quý anh chị cùng theo mình xuống giao lưu với bạn đó, coi và tìm hiểu thêm bạn đó đã, cuộc hành trình của bạn đó đã đi tới đây thì như thế nào đấy nhá. Và bây giờ trời Tây Nguyên mình đang mưa các bác chị, thì thấy bạn ngồi ngoài là thấy lạnh lạnh tội. Bây giờ mời quý anh chị cùng xuống xem bạn đó như thế nào nhá. Rồi bắt đầu thôi. Cái này thì mình quay qua mình đêm có điện thoại thì nó quay cái độ nét vẫn kém nha các bạn chỉ, do cái độ sáng bên ngoài nó cái độ lấy nét nó vẫn kém hơn nhá. Lúc chiều thì có một trận mưa to nha các bạn chỉ. Coi qua cái TikTok thì thấy bạn đi từ Đắk Nông mà xuống tới Ba Mươi Thuật. Và bây giờ thì mới sáng nay thì đang coi ở bạn đang ở trên đèo Hà Lan các bạn chị. Bây giờ bạn nó đã xuống ngay chỗ bùng binh của thị xã Buôn Hồ nhé. Bây giờ các bạn chị cùng xuống xem coi bạn nó nhào nhé. Phía trước mặt của ban chỉ đó là cái bùng binh của thị xã Buôn Hồ mới làm xong nhé. Trước có tập trung thu thì em đã xuống đây quay cho các ban chỉ sơ sơ, thì nó làm cái bùng binh trang trí hoa văn với cái đèn nháy rất cực đẹp luôn. Lúc đấy thấy trên TikTok là bạn đang ngồi ở ngay chỗ cái chỗ đó, cái chỗ trung tâm đó. Tôi thấy bạn ngồi đó không biết bây giờ bạn đã di chuyển ra chỗ khác chị các bạn chị. Đây này. Cái bùng binh của thị xã Buôn Hồ đấy, tôi thấy bạn ngồi đang ở chỗ đây. Bây giờ bạn đã đi chỗ nào chưa? Thế nhưng bạn đã di chuyển ra chỗ khác rồi các bạn. Bùng binh của thị xã Buôn Hồ của bạn chị, nhưng mà bạn đã di chuyển đi đâu nữa? Tôi thấy ngồi đây mà bây giờ di chuyển đâu rồi? Đây, lúc đấy bạn ngồi cái chỗ đây. Mà bây giờ bạn đã di chuyển đi chỗ nào rồi? Mình vòng vòng lên chỗ này chỉ xem các bạn chị. Thấy bạn đang ngồi đây phải không anh chị? Chào. Chào nhá. Chào anh. Thấy thấy coi trên TikTok thấy về cái đoạn đây chạy ra đây giao lưu một xí. Đấy đi hai anh em à? À. Đây đây các anh chị. Đây là bạn này là bạn đi xuyên Việt nhá. Không biết trong micro còn thu tốt không, cho phép mình quay bạn xí nhá. Okay. Đây là chủ anh em thì mình coi cho bạn trên TikTok các bạn chị, thì thấy bạn đi xuyên Việt bây giờ đến qua là tỉnh thứ mấy rồi? Là tỉnh thứ 10 luôn à? À, thế là bạn này là đi qua cái thị chỗ tỉnh Đắk Lắk, mình đây là tỉnh thứ 9 nha các bạn chị, thì tới Gia Lai là tỉnh thứ 10. À. Nói chung anh em thì
biết nhau thì cũng có duyên thôi. Nhiều khi là thấy bạn 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 like trên TikTok thì mình cũng chơi TikTok của anh chị để bật camera trước cho anh chị. Đây có anh chị thì quay, dạ dạ, quay chỗ này thì hơi tối xí các anh chị. Thì bạn này bạn là có cuộc hành trình của bạn là đến chín tỉnh các anh chị, qua giờ Gia Lai là tỉnh thứ 10 nhá. Thì biết qua TikTok thì TikTok đề xuất lên, mình vô tình thì mình coi bạn ở trên cái chỗ TikTok đó thì cũng theo dõi từ bắt đầu là hình như cái đoạn Giang Nghĩa là theo dõi về đây, là bạn đi bộ xuyên Việt gọi là về tới Buôn Hồ mình đây, là thấy bạn đang quay trực tiếp ngay chỗ cái bùng binh kia phía trước cho bạn chị đó, phía xa xa ngoài đó cái bùng binh đó, thì bạn ngồi bạn like đó thì mình thì chạy xuống đây giao lưu với bạn chị, thì thấy bạn lại không thấy chỗ đó nữa, mình đi lên đây tìm thì thấy bạn ngồi đây đấy. Thế là tối đây quyết định ngồi đây à? Có khả năng. Thế lúc chiều thấy quay ở lúc chiều thấy quay ở ngay chỗ chùa Chí An, chùa Chí An này. Đúng rồi. Chiều lên live ngay chùa Chí An luôn. Thế mình đi đây mình sạc điện thoại bằng cái gì? Em đang sạc điện thoại trên kia. Thế nhờ điện thoại sạc à? Đúng rồi, nhờ người ta sạc là để vào leo đấy lên lại đi chơi luôn. Có thế là mình cứ đi đến đâu là cái cục sạc dự phòng của mình hết rồi là mình lại nhờ người ta sạc à? Đúng rồi. Nói chung là cỡ 3 ngày mới hết lần chắc ở đó. Thế là live nó vẫn đỡ tốn pin này. Đúng rồi. Đấy, các bạn chỉ thấy bạn này nói chung mình cũng ngưỡng mộ cái sự đây là cái sự nó giống như một cái sự đam mê của bạn chị. Đây là giống như đi vừa đi trải nghiệm rồi vừa khám phá luôn. Cái này nói chung cũng đúng, không phải ai cũng có được cái bản lĩnh giống như bạn này mà đi xuyên Việt như là đâu, không đơn giản thế nào đâu. Còn cái sức chịu đựng này, rồi cái sự khổ ải để mà nói chung đâu phải lúc nào cũng nằm được cái chỗ ở đâu. Nhiều khi mấy hôm nay mưa thì cứ ướt không. Có những hôm mà leo đèo 2 ngày trời chỉ ăn bánh ngoài đường hoặc là bên thần tài thổ địa thôi, không có gì ăn cả. Không có khi uống nước. Thế là cái hành trình đi nó không có gì ăn luôn. Thế mình tối nay mình đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Thấy bạn đi trên đường thấy nhiều người ta cho lương khô các thứ đồ mọi người. Thì bạn cũng sắt đi theo nhưng mà lúc đấy thì nghe bạn kể trên TikTok thì lương khô lương đồ thì bạn cho người ta hết rồi. Bây giờ là lương thực ngày mai là tiếp tục là vừa đi rồi đến đâu các bạn chị nào thương thì cho ủng hộ rồi hoặc là bạn nhìn đói sức chịu đựng của bạn. Chúng anh em thì bạn này cũng có làm cả bên phần mạng YouTube nữa các bạn chị. Nên là cả cái phần mạng YouTube rồi cả phần bên TikTok thì chơi được lâu chưa? Mới lúc đi là chơi đúng không? Tới 2 tháng mà chưa được 2 tháng. Từ trước mình đi vô trong Sài Gòn thì mình làm gì đó? Đi làm hồ, không có được, và nó đi xuống thì bắt đầu là suy nghĩ đi làm chơi nào mà để bình an, để mình ở lại. Nhưng mà cũng có khả năng là đi thêm 63 tỉnh thành. Nói chung bạn này là bạn đi vô trong Sài Gòn, bà cũng làm trong đó một thời gian rồi các bạn chị. Thì nói chung cái theo như cái kênh TikTok của bạn là thì bạn gọi là bây giờ bạn đi tìm nơi bình an như các anh chị, nơi nào có cái sự bình an thì bạn ở lại đó bạn làm ăn kiếm sống, mà chưa không bình an thì nó có khả năng là bạn sẽ đi tham gia xuyên Việt đi trong các tỉnh của trong Việt Nam mình luôn. Là nếu quý bác anh chị mà thấy cảm mến rồi ghé vào kênh TikTok của bạn này là kênh cái gì Ánh Sáng Ngàn Tia. Ánh Sáng Ngàn Tia nha các bác chị. Còn kênh YouTube Ánh Sáng Ngàn Tia là không? Là cả kênh YouTube thì bạn mới tập làm, mình đây cũng mới tập làm các bác chị, mới tập làm được từ hôm Covid đến giờ thì được chính thức ngày cách đây 2-3 bữa là được tròn đúng 1 năm các bác chị thì mới tập làm, đang ít người xem đó. Thì bạn này thì cũng mới làm kênh YouTube nha các bạn. Bạn chị thì kết hợp với TikTok thì mà bạn chủ yếu là làm bên TikTok nhiều hơn rồi. TikTok nhiều hơn nhá. Thì các bạn chị thì thường thì ghé vô kênh TikTok với kênh YouTube của bạn ủng hộ nha các bạn chị. Để cho cái động tạo động lực cho bạn có cái nguồn giống như cái động lực để hành trình nó được diễn ra nó suôn sẻ hơn, nó thời hơn các bạn chị. Chứ bây giờ nhiều khi bạn đi chỗ này kia chỗ này chỗ kia rồi gặp mưa gió rồi cứ nằm ngoài nghe ngoài bụi này đau ốm này cũng cực lắm các bạn chị ơi. Cái này là mình đi từ trong Sài Gòn về đây là qua những tỉnh nào rồi? Đi là qua Sài Gòn, Đồng Nai, rồi
tới Bình Thuận, Khánh Hòa, rồi tới Phú Yên, rồi dòng ngược lại đi tới Đồng Nai là leo đèo Bảo Lộc, rồi lên Lâm Đồng, rồi tới Đắk Nông. Đây là Đắk Lắk là 9 tỉnh thành. 9 tỉnh thành. 2 tháng trời đi được 9 tỉnh thành. Rồi thứ hai, 2 tháng rồi các bạn chị, 2 tháng trời rồi. Ở đi được 9 tỉnh thành. Cũng ngoại không vậy đâu. Nó đi bộ nó đâu phải là giống như ở đâu, lên xe ngồi đi phát là tới nơi thế này nên khỏe, cho đi bộ là cũng phải đi theo hành trình nữa, rồi đi những chỗ nào mà lỡ có đau ốm hoặc là kia phát là phải nghỉ lại dừng sức xong bắt đầu có sức đi tiếp quá anh chị. Mà mùa Tây Nguyên đây, bạn này đi qua Tây Nguyên là vào mùa mưa nha quá anh chị, nhưng ngày hôm qua là cũng trận mưa to, mà hôm qua thì chú ở đâu? Chú ở ngay đèo Hà Lan, trên đèo Hà Lan tỉnh Dốc là có mấy cái quán cà phê ban ngày bán, tối là họ đi về. Tới là lúc chiều là từ ghé vô trong chùa Chi An, nhưng mà không ai trong đó, tức là chùa rất vắng luôn, không, nói chung là đi vòng không thấy ai. Tức là bạn ghé vô đó tham quan hay là ghé vô đó muốn dừng chân nghỉ ngơi một xí, nhưng mà thấy trong chùa kiểu không có ai, có anh chị vắng quá nên là bạn này ra cái bụng bên bờ hồ để bạn ngồi. Thường thường mình like đây thì được cỡ bao nhiêu lượt xem trong này? 2.000 thì cũng nhiều người theo dõi chứ. Cái này là mình đăng ký mạng hay là đăng ký gì đấy? Đăng ký mạng, đăng ký về 120 thì không đủ, thường là phải ngày là phải mất trên 10.000. Cái gói cước là mình đăng ký là gói cước tháng hả, hay là đăng ngày? 120 tháng là một ngày mất thêm 10.000 tiền ấy, dung lượng không đủ. Đúng rồi. Thế mình đi này rồi thì trong cái tài khoản của mình có tiền hay là có ai cho, cái bác nào chỉ là cho? Có, cũng có những mặt mình quan giúp đỡ và cũng có những người gặp mặt mình giao lưu thì họ cũng nói chung là 20 hoặc 50 cũng có. Có những bạn hôm nay là đi từ Karungno lên tới đây cỡ hơn 100 km, lên đây chỉ là gặp mấy chuyện thôi. Và có những bạn hôm nay là đi cỡ 30 km lên kiếm luôn. Nói chung những người ta hâm mộ. Nhưng ngay bản thân mình là mình cũng vô tình TikTok đề cập lên thôi, mà mình xem bạn xong mình đăng ký bạn đăng ký lại cho mình cái là giao lưu, cứ xem nào thỉnh thoảng bạn like là mình rảnh là mình ngồi mình xem bạn là coi bạn đến đâu rồi. Chúng có nhiều quý bạn chỉ thương rồi cái là coi cái hành trình coi cái thằng này hắn đi đến đâu rồi theo dõi coi nó có vượt qua được những cái gì hay không, thì mình hay tính tò mò của bạn chị, nên là cũng theo dõi biết thôi. Thì mong các bạn chị ủng hộ cho nhiều cho bạn nhé. Thế năm nay thì bạn năm mới bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 28 tuổi. 28 tuổi. 28 tuổi của bạn chị. Thì nói chung cái mình cũng chưa thể biết được cái hoàn cảnh của gia đình bạn như thế nào đâu, nhưng mà cái qua cái tâm sự của bạn trên TikTok thì mình cũng hiểu một phần nhỏ nào đó. Thì do cái cuộc sống này, hoàn cảnh này, lúc chiều thì bạn nói có là bạn hồi xưa là cũng ở trong trẻ mồ côi ra các bạn chị, thì tức là cha mẹ thì cũng có ha, có, nhưng mà mỗi người thì kiểu là không hợp nhau hay gì đó, mỗi người đi một nơi không đó, thì mình qua TikTok thì mình biết thì thôi cái hoàn cảnh của bạn như thế. Rồi bạn đi vô trong kia bạn làm nó kiểu là cái sự không phù hợp công việc á, rồi thế này thế kia nữa, rồi cũng không ấy nữa. Mới lên cái ý tưởng này thì mới đây là lên ý tưởng đi xin việc hay là có ý tưởng từ trước lâu rồi? Có ý tưởng từ trước lâu lắm rồi. Là mình thì không làm để mà tự đã được, tại sao mình không thực hành một tí rồi là đi khắp tỉnh thành trong đất nước Việt Nam mình, nếu mà có nơi bình an thuận của mình thì mình dừng lại thực sự thôi. Còn mà cứ tiếp diễn như vậy là đi hết cả tỉnh thành trong đất nước Việt Nam. Không, nếu mà ví dụ như mình có cái sự đam mê về TikTok với YouTube thì quý bác chỉ thương thì ủng hộ nhiều nó thì mình phấn đấu được nó cái gọi là cái này giống như cái bước ngoặt của cái thành sự thành công, mà quý bác chỉ mà thương thì vô kênh với kênh YouTube ánh sáng ngàn tia của bạn với kênh TikTok của bạn thì ủng hộ cho bạn có động lực nhé. Nếu mà ấy được thì
Nói chung cái hành trình này của bạn trải nghiệm thì các bạn chỉ xem cũng chẳng mất mát gì cả, tại vì đây là bạn trải nghiệm thực tế để bạn tìm hiểu cuộc sống rồi thế này kia các tiền thân rồi bạn truyền tải cái video của bạn lên cho các bạn chỉ cùng xem và trải nghiệm luôn đến từng đoạn từng địa phương rồi từng phong tục này phong tục kia cho các bạn chỉ cùng xem. Chúng các bạn chỉ cũng chẳng mất mát gì. Có nhiều người vô đây bình luận là thế này thế kia chửi bạn, nhưng mà mình thấy có một cái gì đó là nó không phù hợp lắm, tại vì bạn đây bạn đi giao lưu cái đó quyền của bạn rồi bạn chia sẻ lên, các bạn chỉ coi thì cũng quyền của các bạn chỉ xem thì các bạn chỉ ưng xem thì vào xem, thì các bạn chỉ thích thì bình luận rồi động viên, còn không thích thì các bạn chỉ khỏi cần xem. Ví dụ các bạn có lúc chiều có nhiều bạn là bình luận về những cái thế này thế kia, nói chung thì cái đó mình không thể đánh giá của các bạn được, nhưng mà cái đó là ví dụ cái các bạn không xem thì các bạn tốt nhất bỏ qua, đừng tác động vô để cho cái sự mất cái ý chí của người ta đi, người ta đang có cái ý chí để đi sau khi ngồi tâm sự với bạn này của bạn chị thì cũng chia sẻ cho bạn chị về cái hoàn cảnh của bạn rồi nói chung cũng muốn giới thiệu với bạn chị rồi giao lưu với bạn hồi rồi thì cũng mời bạn về nhà để nghỉ ngơi, nhưng mà bạn bảo là bây giờ bạn có chú nghỉ trên kia với đang sạc điện thoại như kia các bạn chị nên là không về nhà mình được nhá. Thì cũng tưởng là nếu mà ấy thì bảo bạn về nhà ngủ qua một đêm rồi anh em ngồi tâm sự nói chuyện cho nó vui, nhưng mà bạn bảo hôm nay bạn có cái chỗ trên kia với sạc điện thoại như kia nên bạn không đi được. Thì có gì sáng mai thì mình sẽ chạy ra đây cùng hai anh em đi ăn sáng rồi giao lưu nhau tiếp nhá. Bây giờ thì cũng xin phép các bạn chỉ để cho bạn lên chỗ lấy sạc điện thoại cho các bạn chị. Rồi chào bạn nhá. Hôm nay anh em ra giao lưu nhá. Rồi. Đây là phía buôn hồ mà các bạn chị. Thì bạn nó đang lại bên kia của bạn chị thì đang chỗ cái vùng bên đó thì bạn lại đó thì bên mình lại đây bán cháu nửa con gà cô à đây mua ít thịt gà lại cho bạn ăn tối nha của bạn chị. Ăn tí rồi bạn sẽ bạn ăn khỏi bánh công chân này. Cô cho cháu thêm ít muối với nhá. Em ơi. Thì để đợi ít thịt gà cho các bạn chị. Bạn bảo ăn. Bạn ăn tối rồi mà vào gọi bạn về nhà ngủ một đêm cho nó ấm rồi mai tiếp tục hành trình, mà bạn này không về bạn ngại sao các bác chị, bạn không về nhá. Thì bây giờ mình lấy thịt gà ra đây cho bạn khuya bạn đói bạn ăn nhá. Chắc bây giờ ăn đường khô chắc chưa có ăn gì trong bụng nữa các bác chị. Đây là bạn về đưa sang bên về thì không lên nhà thôi, bây giờ mua cái ít thịt gà đây cầm ăn đỡ tối cho nó đỡ đói, chắc chỉ biết giờ chiều giờ chắc bỏ ăn rồi chưa ăn gì đâu. Ok em cảm ơn anh. Cầm nhá. Dạ. Rồi có khi mai mấy thì mai anh em ta gặp nhá. Rồi chào nhá. Lúc ấy đứng bên kia xong chạy sang đây thấy chạy đâu khuất mất đây. Dạ. Đang lại à? Ừ, đang lại. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Đây. Bạn này bạn đi xuyên Việt nên là cũng đồng cảm với bạn, nên là cũng đến giao lưu với bạn cho vui, nói bảo về rủ bạn về nhà ngủ cho ấy mà bạn này ngại sao bạn không về, nói bảo thôi bây giờ thì có gì sáng mai giao lưu thôi, bây giờ đưa ít thịt gà cho bạn đến ăn đỡ đói qua đêm, nhưng bạn bảo ăn rồi chắc khả năng chưa ăn gì đâu mọi người. Thôi chào nhá, chào mọi người nhá. Rồi chào nhá, hẹn gặp nhá. Đây mình bạn nó đang like rồi mới nói mà quý bạn chị thì mình cũng xin phép đi ra về được các bạn chị ơi. Có gì sáng mai mình sẽ xuống nha các bạn chị. Xuống chở bạn đi ăn tô bún hay gì đó rồi giao lưu với bạn. Thì sao là giống như một cái kỷ niệm bạn đã ghé qua cái vùng thị xã Buôn Hồ, vùng Tây Nguyên các bạn chị. Thì cũng giao lưu với nhau cho gọi cái về mặt tinh thần.
Nói chung cũng bảo bạn về nhà ngủ đêm cho ấm áp, rồi anh em tâm sự với nhau mà bạn kiểu ngại hay là sao đó, bạn không về các bạn chị. Thì thôi bây giờ bạn về thì thôi, bây giờ cũng không ấy được thì mình xin phép về đây. Xin phép kết thúc video nhé. Nhưng cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở chị ở các tập tiếp theo nhé.